Mẹ đầu to ơi, mẹ bị kẻ xấu chém rồi. Con sợ, sau này ai sẽ nuôi con đây? Ngươi sợ cái bùa ấy, ngươi chỉ là con gấu thôi. A Tam, đừng lo, trước khi vết thương của ngươi lành, ta sẽ chịu trách nhiệm nuôi ngươi và cứu cháu. Ta còn có bánh thức ăn cho cháu, và cả cơm thừa nhà nữa, chắc chắn sẽ cho ngươi ăn no. Tốt, nếu có thể săn bắn lại, nhất định sẽ lên núi bắt cho cô một con dê rừng về. Chị A Tam dẫn em đi cùng, em cũng muốn bắt dê cho mẹ ăn, em cũng muốn săn bắt cho mẹ. Vậy ngươi phải dưỡng thương cho tốt, không được tùy tiện chạy lung tung nữa. Đương nhiên rồi, đợi tôi kể lại, việc đầu tiên là phải xử lý tên xấu xa đó cho ra trò. Lần trước khi hắn định bắt nạt tiểu tứ, tôi đáng lẽ phải đẩy hắn xuống nước, cho chết đối luôn, cho cả nương. Thể hình của A Tam không tính là nhỏ, chỉ mở rộng cánh thôi đã hơn 1 mét. Nhưng so với Hoa Quảng Bình, một người trưởng thành, thì không đủ xem, chỉ có thể dựa vào móng vuốt sắc bén khiến hắn không chiếm được tiện nghi. Chuyện báo thù ta sẽ giúp ngươi, nhưng ngươi tuyệt đối không được ra tay với hắn trước mặt dân làng. Tại sao lại không được? Hắn dám dùng dao chém bà đây, bà đây cũng dám móc mắt hắn. Không, dù sao ngươi cũng chỉ là một con ưng, còn hắn là người. Nếu dân làng thấy ngươi ra tay với hắn, ngươi sẽ không thể sống trong làng được nữa. Đối với dân làng mà nói, A Tam dù sao cũng chỉ là một con ưng già, cho dù có linh tính đến đâu, thông minh cỡ nào, cũng không thể sánh bằng một con người. Cho dù Hoa Quảng Bình có giết tiểu tứ, nhưng nếu A Tam thực sự muốn báo thù, dân làng vẫn sẽ không dung túng A Tam. A Tam kêu lên một cách bất mãn, các người là người thật bất công, cũng đành chịu thôi. Nhưng người yên tâm, bọn chúng dám bắt nạt đến nhà chúng ta, ta sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Cũng đành chịu thôi, thực tế là vậy. A Tam rất bất mãn với điều này, nhưng cũng không có cách nào tốt hơn, nó chỉ là một con ưng thôi mà. Ăn xong bữa sáng, Giao Gia định thừa nắng xông lên, đến nhà họ Hoa đòi lại 2 lạng bạc. Vừa bước ra khỏi cửa, đã thấy Thị Hoài Tư cũng đi theo bên cạnh. Anh đến đây làm gì? Số bạc đó là để đưa cho mẹ, không thể đưa cho anh được. Thị Hoài Tư lạnh lùng liếc nhìn cô, sợ em bị người ta bắt nạt, chỉ có thể về nhà khóc thôi. Bao giờ em bị người ta bắt nạt đến mức phải khóc chứ? Cho dù có bị bắt nạt, cô cũng tuyệt đối không để người khác thấy mình khóc, chủ yếu là người trên dưới miệng cứng nhất. Vậy em coi như anh ra ngoài đi dạo đi. Thị Hoài Tư nói xong liền bước về phía nhà họ Hoa. Quả nhiên là đến tranh giành bạc với mình. Đến trước cửa nhà họ Hoa, người gõ cửa là Giao Giao, không nghiến răng nghiến lợi. Hai đứa xui xẻo các người, đến nhà tôi làm gì? Mau cút đi, nhà chúng tôi không hoan nghênh các người. Hôm qua nhà các người đã đồng ý sẽ bồi thường 2 lạng bạc. Cái gì? 2 lạng bạc? Không có, cô mau cút đi cho tôi. Nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Nhà các người đã đồng ý rồi lại không đưa, nuốt lời. Vứt cửa trên tay cô xuống. Nếu không tôi sẽ phế con trai cô. Giọng nói lạnh lùng, hoàn toàn không để Hoa Quảng Bình vào mắt. Nghĩ đến hôm đó sẽ bị Thị Hoài Tư bắn chết, Lưu Thị không nghĩ vào người đàn ông này nói được làm được. Lưu Thị cũng chỉ có thể run rẩy, ném cái bô trong tay sang một bên. Mau trả tiền đi, nếu không tôi sẽ đi báo quan. Tiền ông gì? Không có, không muốn đi báo quan thì cứ đi. Dù sao tôi không có tiền, chỉ có một mạng. Nếu cô thực sự dám đi báo quan, tôi sẽ đi nói với quan lão gia. Cô là đứa bách nhãn nam, ăn của tôi uống của tôi nuôi lớn đến thế này, bây giờ còn dám đến đòi bạc của tôi. Nói cho cùng, Quảng Bình nhà chúng tôi mới là người bị hại. Trên trời toàn vết bầm tím, không có chỗ nào lành lặn. Hôm nay ngay cả giường cũng không leo nổi. Đây là do một nhà các người gây ra, không muốn báo quan thì mau đi đi. Lưu Thị kêu kiệt tiết tiền, đặc biệt là 2 lạng bạc nhiều như vậy, bà ta đã quyết tâm. Cho dù Thị Hoài Tư có đánh chết bà ta cũng tuyệt đối không lấy ra nhiều tiền như vậy. Thấy Lưu Thị bắt đầu chối bay chối biến, không cần tiền chỉ cần mạng, gào lên inh ỏi. Hôm qua những người trong thôn, ta xem náo nhiệt ăn dưa, nhìn tình hình này biết chắc là nhà họ Hoa không chịu đưa tiền. Lưu lực kéo đến xem Giao Giao có bản lĩnh nhổ được cái lông nhà từ con gà sắt nhà họ Hoa không. Trúng giả ngu không chịu trả tiền phải không? Tin Lưu Thị ngồi dưới đất, vừa gào vừa khóc, nhưng đầu óc lại rất tỉnh táo. Nghe câu này lập tức phản bác, sao gọi là tôi giả ngu không chịu? Rõ ràng là nhà các người đông người tính mạnh. Tôi khiến nhà chúng tôi, đáng thương thay, chỉ vì một con vật nuôi, mà đòi nhà chúng tôi bồi thường 2 lạng bạc. 2 lạng bạc đấy, nhiều tiền như vậy nhà ai lấy ra nổi chứ? Giao Giao à, tình ta không phải mẹ ruột của con, không sinh ra con, tình sẽ đến công lao ta nuôi con lớn như vậy. Con hãy tha cho Quảng Bình nhà chúng ta, đừng ép cả nhà chúng ta phải chết. Nếu con thực sự tức giận vì con vật đó, vậy ta sẽ đâm đầu chết, lấy mạng ta ra. Người trong thôn đi xem náo nhiệt, nhưng cũng không thực sự muốn ép người ta chết. 2 lạng bạc này, quả thực là hơi nhiều. Cho dù đứa trẻ Quảng Bình không hiểu chuyện, đi sai đường, nhưng vì một con vật mà đòi 2 lạng bạc, người bình thường cũng không mấy ai lấy ra nổi. Đúng vậy đấy, cả nhà chúng tôi lương thiện xuất phát. Nếu không phải vì con ưng già đó, còn rách hết quần áo và mặt của Quảng Bình nhà tôi. Quảng Bình là người đọc sách mà làm ra chuyện này. Thực sự là bị ép đến đường cùng mà. Làm gì có chuyện vì con vật mà ép người ta chết chứ? Trên đời này không có đạo lý mà. Có chuyện đừng nói bừa. Ăn trộm là ăn trộm. Ăn trộm là ăn trộm. Bà càng nói không phải con trai cô động nằm dấu. Mới lành vào nhà tôi à? Còn cầm dao chạy vào nữa. Bà nói nó bị ép. Ai ép nó cầm dao chứ? Tối qua nếu không phải chồng tôi có nghĩa cao cường, chắc cả nhà tôi đã bị hắn giết rồi. Ngươi còn đàn bà đi tìm này chưa chết à?
要杀人，第一个也该杀的是你，就是你这个死贱人死白眼狼，不知道哪个身上来的妖精。村里冲突内海边改尿，一时间有些觉得摇摆起来。分楼六港平洋画面组杀不起那么高凳子，被捅伤就开口骂骂的海狼吧，实在是骂的管你哦。冲突重大呢，你爱宝电台有多空脑子？穷到有带到的，但能赚到就开两把口。掏出二两银子嘛，但是偏偏花咱们不听话，把八两银子卖到季家去的时候，他们家可是收了八两银子的，八两银子都要钱，都抬到钱中间。周家的，老娘什么时候得罪过你？什么天经地义？没有这回事，把他养到这么大，才收了八两银子，都做错了啥？柳氏，现在是咱们自个村里的人都骗起来了。焦焦这丫头，原来在你们家过的是啥日子？咱们村里人没瞎的，恐怕都能看得出来。而且昨天晚上答应给银子也是你家，现在你再不给，可就让你得罪账明正吧。焦焦觉得自己在晚上方面还是得跟着周嫂，这些老江湖会。既然你说了，你愿去公堂上也不愿意给钱，那就慢慢去公堂上请大老爷评评理。到那时候我也不要钱了，只要把你儿子抓进牢里，抓上一年半载。到时候看看谁家好闺女愿意嫁给一个坐牢的男人，我就感觉你家断绝香火，这辈子也别想有孙子。脑子有病的人，还是别管别人哭闹。刘平有面孔，咱们不能往上了。爸爸没电视，可没嘛。你妈懂得，没来希望改掉古巴的，关键很难送你哦。他有钱，要拿钱，要拿都得放钱吧，都靠你。花地点两万别坏的，工地没给油，地先拿你搞呗。我放钱呗。我还爱的那个皮怀都，叫龙珠嘞，那么该放在楼梯当帽子了。那熊大孙母子一个外包带木棍木棍来，非常糟糕，公奶用嘛，被单老盖到那没上手那林克，把俺女儿叫过来的作为。谁老你欠债呢？现在家里钱多，天经地义。我想什么时候来就什么来，还要经过你的同意不成？花体店空着，那本位容易楼梯，为啥下来再还两嘛？名字出来，带着狗，上来就被哪弄动，留个奶头。听见了又如何？你儿子能干得出来的事，别人说两句都不成，还是说你能有本事让咱们全村都闭了嘴？与其威胁我，还不如好好管好你儿子。Để ủng hộ kinh phí cho kênh mọi người hãy subscribe và cài view hộp đầu nét cho mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ kênh.